màn trình diễn tuyệt vời của các nghệ sĩ Campuchia. Một màn dàn dựng thật sự là hoành tráng, đúng như những gì họ đã hứa trước đó và giữ bí mật cho tới tận những giây phút cuối cùng. Chúng ta đang được thưởng thức bầu không khí cũng như những hình ảnh rất lung linh huyền ảo tại sân vận động quốc gia Morodok Techo của người Campuchia.